Chúng ta cùng học tiếp bài 2, tiếng Anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. A closer look to. Trong tiết học này, chúng ta sẽ có 5 hoạt động. Và cụ thể thì các em sẽ làm bài tập để chúng ta luyện tập về phần so sánh hơn của trạng từ. Đầu tiên, các em hãy xem phần ghi nhớ sau đây. Đối với một số những trạng từ thường có hai hoặc là nhiều hơn hai âm tiết thì chúng ta sẽ hình thành cái cấu trúc so sánh hơn của nó là chúng ta thêm từ more. Ví dụ như các trạng từ sau đây, slowly. Thì trong câu so sánh hơn chúng ta sẽ có là more slowly, carefully, more carefully. Ý thứ hai là đối với một số trạng từ mà nó có hình thức giống như là những tính từ, ví dụ như là từ fast, hot, soon. Thì trong câu so sánh hơn của các trạng từ này chúng ta sẽ thêm đuôi er giống như phần tính từ. Ví dụ như là fast, faster, hot, harder. Và ngoài ra thì chúng ta có một số những cái trạng từ bất quy tắc. Ví dụ như là từ well nó biến thành better, hoặc là badly biến thành từ worse. Và trong bài thì chúng ta cũng có một số từ mới sau đây. Soundly, percent, jump, midnight. Chúng ta làm bài tập 1 với yêu cầu viết hình thức so sánh hơn của các trạng từ trong bảng dưới đây. Thì trong bảng này ở cột thứ nhất, người ta cho các em là các trạng từ, gồm có các trạng từ ngắn, trạng từ dài và trạng từ đặc biệt. Và ở cột thứ hai là hình thức so sánh hơn của các trạng từ này. Đầu tiên các em sẽ có trạng từ long, thì đây là trạng từ ngắn. Chúng ta sẽ viết vào đây cho cô là longer. Câu này đã được làm mẫu. Tiếp theo chúng ta có là high. Sẽ có là higher, cũng là trạng từ ngắn và chúng ta thêm đuôi er vào. Late thì tận cùng là e rồi, chúng ta chỉ cần thêm r, chúng ta có là later. Và quickly thì chúng ta sẽ có là more quickly. Với hình thức của trạng từ dài, frequently là more frequently. Early là từ đặc biệt, chúng ta sẽ biến nó thành earlier, đổi y dài thành y ngắn và thêm đuôi er. Và những trạng từ đặc biệt nữa là much thì nó biến thành more, hoặc là little thì sẽ biến thành từ less. Bảng trạng từ này các em có thể ghi lại vào vở để học thuộc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài tập số 2 với yêu cầu như sau. Các em hoàn thành các câu dưới đây sử dụng hình thức so sánh hơn của các trạng từ trong ngoặc. Chúng ta có 5 câu và mỗi câu thì đã cho trước mình một trạng từ. Các em sẽ đọc cái tình huống của câu để đưa ra hình thức phù hợp. Câu số 1. My dance is beautifully than Hoa does. Mai thì khiêu vũ đẹp hơn Hoa. Như vậy thì các em có thể nhận thấy chúng ta có từ beautifully là một trạng từ dài. Và như phần cấu trúc mà cô nói ở phần đầu bài thì đối với trạng từ dài chúng ta sẽ thêm cho cô từ more. Và ở đây sẽ là more beautifully. Câu 2. Please write clearly. I can't read it. Hãy viết rõ ràng hơn. Tôi không thể đọc được nó. Thì ở đây chúng ta có từ clearly, cũng là trạng từ dài. Các em sẽ viết cho cô là more clearly. Câu số 3. Life in the city seems to move fast than that in the countryside. Cuộc sống ở thành phố thì dường như là hối hả hơn cuộc sống ở nông thôn. Vậy thì chúng ta thấy fast là trạng từ ngắn. Chúng ta sẽ thêm cho cô đuôi er. Và nó biến thành từ faster. Câu số 4. If you want to get better marks, you must work much. Và chúng ta có trạng từ hard. Thì các em sẽ viết cho cô là harder. Bởi vì đây là một trạng từ ngắn. Nếu bạn muốn có được nhiều điểm tốt, thì bạn phải học tập chăm chỉ hơn nhiều. Và câu số 5. Today it's raining heavily than it was yesterday. Hôm nay trời mưa to hơn hôm qua. Chúng ta có heavily là trạng từ dài. Cho nên các em sẽ dùng cho cô là more heavily. Tiếp tục luyện tập với phần so sánh hơn của trạng từ thì các em sẽ làm bài tập số 3 với yêu cầu hoàn thành các câu dưới đây sử dụng hình thức so sánh thích hợp của những trạng từ từ trong khung. Early, sớm, soundly, một cách hoàn toàn hay là đầy đủ, fast, nhanh, carefully, cẩn thận, quietly, yên lặng. Câu số 1. After his accident last month, he is driving now. Sau tai nạn của cậu ấy tháng trước thì bây giờ cậu ấy lái xe như thế nào? Như vậy chúng ta dựa vào tình huống của câu để chọn trạng từ cho phù hợp.
Như vậy tình huống này là sau tai nạn của tháng trước thì bây giờ cậu ấy lái xe cẩn thận hơn. Kem sẽ chọn cho cô là carefully. Và đây là một trạng từ dài cho nên Kem sẽ dùng đầy đủ more carefully. Câu số 2. A horse can run than a buffalo. Một con ngựa thì có thể chạy như thế nào hơn một con trâu? Thì là chạy nhanh đúng không Kem? Chạy nhanh hơn. Như vậy chúng ta sẽ dùng cho cô là fast. Và đây là trạng từ ngắn cho nên chúng ta sẽ thêm đuôi R vào faster. Câu số 3. You're too loud. Can you speak a bit? Bạn thật là ồn ào. Bạn có thể nói nhỏ hơn một chút được không? Như vậy thì chúng ta có thể dùng ở đây cho cô là quietly. Và tính từ này chúng ta sẽ dùng là more quietly. Câu số 4. After working hard all day on the farm, we slept than ever before. Sau khi làm việc vất vả suốt cả ngày ở nông trại thì chúng tôi đã ngủ ngon hơn trước đó. Dựa vào tình huống, câu 4 chúng ta có thể dùng cho cô trạng từ soundly. Và chúng ta thấy đây là trạng từ dài cho nên nó sẽ là more soundly. Và câu số 5, the farmers started harvesting their crops than expected. Những người nông dân đã bắt đầu thu hoạch vụ mùa của họ sớm hơn dự tính. Và ở câu này chúng ta sẽ điền cho cô là early. Thì trạng từ này khi chúng ta thêm đuôi R chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn, earlier. Và bây giờ chúng ta làm bài tập 4 với yêu cầu như sau. Đọc những tình huống dưới đây và các em hoàn thành vào các câu sử dụng hình thức so sánh hơn của các trạng từ trong ngoặc. Thì ở đây khác với bài tập 2 và bài tập 3 là người ta cho trước mình một câu, sau đó thì sẽ có một câu với cái nghĩa tương đương như vậy và chúng ta sử dụng một trạng từ để so sánh. Câu số 1. The red car can run 120 km an hour, while the black car can run 100 km an hour. Chiếc ô tô đỏ thì có thể chạy 120 km/h, trong khi chiếc ô tô màu đen thì có thể chạy 100 km/h. Và chúng ta sẽ có câu bên dưới là the red car can run. Và chúng ta dùng trạng từ fast. Và như vậy là xe đỏ có thể chạy nhanh hơn xe màu đen. Cho nên chúng ta sẽ dùng câu này như sau. The red car can run faster than the black car can. Thì chúng ta có thể dùng từ can ở đây hoặc là không dùng cũng được các bạn nhé. Câu 2. Nick can jump 1.5 meters high, while Tom can jump only 1.3 meters. Nick có thể nhảy cao 1,5 mét, trong khi đó thì Tom có thể nhảy cao chỉ 1,3 mét. Như vậy thì câu bên dưới này chúng ta có thể viết là Nick có thể nhảy cao hơn Tom. Nick can jump. Và trạng từ 2 này chúng ta sẽ thêm đuôi R vào. Chúng ta sẽ được câu hoàn chỉnh là Nick can jump higher than Tom can. Thì ở câu này chúng ta có thể dùng từ can hoặc là không dùng cũng được các bạn nhé. Câu số 3. Mai and Hoa both did well on the exam. Hoa got 80% of the answers correct and Mai got 90%. Mai và Hoa thì đều làm tốt bài kiểm tra. Hoa đã đạt được 80% câu trả lời đúng và Mai thì được 90%. Và ở câu viết lại này chúng ta sẽ viết là Mai đã làm bài kiểm tra tốt hơn là bạn Hoa. Và chúng ta có câu hoàn chỉnh như sau. Mai did better on the exam than Hoa did. Thì chỗ này chúng ta có thể dùng động từ did hoặc là không dùng cũng được. Câu số 4. My dad expected the workers to arrive at 7 a.m. but they arrive at 6:30 a.m. Ba của tôi mong những người công nhân đến vào lúc 7 giờ sáng nhưng mà họ đã đến vào lúc 6:30. Như vậy thì câu viết lại của chúng ta là những người công nhân này đã đến sớm hơn là ba tôi mong đợi. Chúng ta có trạng từ early, nó sẽ biến thành earlier. Và các em có thể viết như sau. The workers arrive earlier than my dad expected. Và câu số 5. The buses run every 15 minutes. The trains run every 30 minutes. Xe buýt thì chạy mỗi 15 phút và tàu hỏa thì chạy mỗi 30 phút. Như vậy thì chúng ta sẽ viết lại một câu là xe buýt thì chạy thường xuyên hơn là tàu hỏa. Chúng ta sẽ có frequently là trạng từ dài và các em sẽ viết câu như sau. The buses run more frequently than the trains do. Và trong câu này chúng ta có thể dùng từ do hoặc là không dùng. Tại sao chúng ta lại có cái động từ do ở đây? Thì do là một động từ khi viết lại câu này người ta dùng để thay thế cho động từ thường trong câu. Và cụ thể thì nó thay cho động từ run ở trong câu. Có nghĩa là câu này á, đáng lẽ chúng ta sẽ viết đầy đủ thì là
Xe buýt thì chạy thường xuyên hơn là tàu hỏa chạy, nhưng người ta không muốn nhắc lại động từ run hai lần thì người ta sẽ thay thế bằng động từ do. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 5 với yêu cầu làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi để tìm ra xem là ai. Và chúng ta sẽ có phần gợi ý như thế này. Can run faster, có thể chạy nhanh hơn. Can jump higher, có thể nhảy cao hơn. Stay up later at night, thức khuya hơn. Get up earlier in the morning, dậy sớm hơn. Và chúng ta sẽ có ví dụ. Ví dụ như là bạn A hỏi và bạn B trả lời. How fast can you run? Bạn có thể chạy nhanh như thế nào? I can run 15 kilometers an hour. Tôi có thể chạy 15 km một giờ. Và bạn A nói là okay, you can run faster than me. Oh, bạn có thể chạy nhanh hơn tôi. Và sau khi chúng ta thực hành hỏi và trả lời rồi, thì các em sẽ có một yêu cầu nữa là chúng ta thuật lại cái kết quả đó trước lớp. Thì đối với bài tập số 5 này, chúng ta có thể có một số những cụm động từ để chúng ta đặt câu hỏi và câu trả lời khác nhau, tùy theo các em. Tuy nhiên thì cô sẽ có phần gợi ý như sau. How high can you jump? Bạn có thể nhảy cao như thế nào? I can jump 1 meter high. Tôi có thể nhảy cao 1 mét. Okay, you can jump higher than me. Oh, bạn có thể nhảy cao hơn tôi. Ý tiếp theo, chúng ta sẽ dùng cụm động từ khác. How late can you stay up? Bạn có thể thức khuya như thế nào? I can stay up until midnight. Tôi có thể thức đến nửa đêm. I can stay up until 1 a.m. I can stay up later than you. Tôi có thể thức đến 1 giờ sáng và tôi có thể thức khuya hơn bạn. Ý tiếp theo thì chúng ta sẽ có cụm từ là get up in the morning và trạng từ early. Thì chúng ta có thể đặt câu hỏi là how early can you get up in the morning? Bạn có thể dậy sớm như thế nào vào buổi sáng? Và bạn B trả lời là I can get up at 6:30 o'clock. Tôi có thể thức dậy vào lúc 6:30. I can get up at 6. I can get up earlier than you. Tôi có thể thức dậy vào lúc 6 giờ. Tôi có thể dậy sớm hơn bạn. Đó là một số những câu hỏi và câu trả lời ví dụ. Còn đối với phần thuật lại trước lớp thì các em hãy tham khảo phần sau đây. Và chúng ta có lưu ý rằng khi thuật lại trước lớp thì chúng ta nói về bạn mình, các em sẽ thay đổi cho cô về chủ ngữ. Có nghĩa là khi hỏi bạn mình chúng ta dùng chủ ngữ là you. Thì khi chúng ta thuật lại, các em sẽ dùng chủ ngữ là he hoặc là she. Các em cùng tham khảo phần báo cáo sau đây nhé. I asked 3 of my friends, An, Minh and Nam. Tôi đã hỏi 3 người bạn của mình, An, Minh và Nam. An can jump 1 meter high, so she can jump higher than me. An thì có thể nhảy cao 1 mét và cô ấy có thể nhảy cao hơn tôi. Minh can stay up until midnight, while I can stay up until 1 a.m. I can stay up later than Minh. Minh có thể thức đến nửa đêm, trong khi đó thì tôi có thể thức đến tận 1 giờ sáng. Tôi có thể thức khuya hơn là Minh. Lastly, I can get up at 6 and Nam can get up at 6:30. I can get up earlier than Nam. Tôi thì có thể thức dậy vào lúc 6 giờ và Nam có thể thức dậy lúc 6:30 và tôi thì có thể dậy sớm hơn Nam. Thì đó là một vài những cái ví dụ để chúng ta tham khảo các bạn nhé. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần A Closer Look 2 của Unit 2. Các em nhớ học bài thật tốt để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nhé.